quay một cái toàn một cái hẹp xong rồi về mình phi không nên phi nó đi vào đấy. Nhưng mà con Bảo Ngọc đúng không? Em biết đường thốt nốt không? Biết đường thốt nốt là từ trái này nè. Nhưng mà là... Cái này cận lắm. Để chút ra, em không tin ra anh hỏi cho. Anh này nói em mới đi Thái Lan về phải không? Anh cứ hỏi tự nhiên. Em hỏi tự nhiên. Em không phải là khẳng định luôn chứ ngay gì vậy. Mới bao giờ vậy ạ? Mấy người ăn cắp hai trái dừa nước rồi phải không? Hai trái thốt nốt rồi phải không? Cô cậu rất hồn nhiên vào nằm tạo dáng ngay sảnh luôn. Trời ơi, chắc hai con nó chạy chứ. Được đấy. Những cái câu hỏi nào em tính hỏi khách mời của em chưa thì em đặt ra đúng không?
tầm nó ngày như đêm mình tối om luôn, mình thấy hoàn toàn bình đèn rồi đi ra thôi. Cái nào xấu thì có lên cầu ánh sao đi vòng có xong như hẹn đó nó cỏ đang lên nè. Anh chặt cái ấy, anh chặt luôn thì tí nó quay cảnh toàn. Mình lên tivi mình lướt nhanh cái mà đúng không? À. Chưa kịp nhìn cái lá xấu là qua rồi. Rồi, bắt đầu nha. 1, 2. Lúc. Rồi, ok. Thích lắm. Rồi. Rồi, giờ đẩy không được đâu. Xe bánh đi phải quay, sao không đẩy được chứ. Mày không sao. Anh làm dê lại. Rồi. Dịch. Quay em đứng lách qua em. Mày đục khói như ba đời luôn. Xanh đục mấy giờ lên.
Má, nhìn mây ghiền quá. Mắc cuộc rồi, bóp vô đó coi có nhiêu đây à. Rồi nhưng mà cái form này lại có đưa chị đưa Châu. Hết rồi. Là Châu ok cái trả lời giống vậy đúng không? Thì cái kiến thức đi những biết không? Rồi em sẽ hỏi gì? Em hỏi gì đó. Cái đoạn này là em hỏi, từ từ tí xuống ba chị là chỉ em hỏi tiếp. Theo từng cái đi cho khỏi quên. Ok. Thank you.
từ đây để mà quẩn.
Chứ ở đâu thấy chân mày lạ không? Ừ? Thấy chân mày lạ không? Mà nếu mà quá thì hết, bỏ hết. Bỏ hết hết khỏi hình. Một là thấy, hai là bung hết lên. Có mấy cái liên kết thì tối có khách không ta? Cho xuống hai nấc thôi, để mình lấy cái đạn dưới, để trên nó bị mất cái quốc cái này. Thank you.
bạn. Sao cốc ở dưới kia không bỏ khăn này? Sao? Cái này sao? Cho xuống quay đi. Rồi phải bấm đi rồi xong rồi, còn mấy cái này nó xong rồi. Khăn vô rồi giờ không quay là bắn chặt luôn. Không quay.
sớm này rửa xong luôn rồi. Thank you.
Cười nha. Chỗ có đèn quay. Rồi cái chỗ có đèn quay. Rồi. Cái đó sao? Thế đề tự nhiên rồi. Rồi cứ như vậy là coi như hiện giờ chúng ta lên rồi. Trời hết cú quái luôn. Không, không thấy gì hết. À, thấy rồi.
Rồi. Có hai cái người này, hai người gần mình. Chưa phun rồi. Phun thì nó có một con cá không à? Rồi lắc. Xong ba em nhỉ? Ba em. Sao bữa nay ghé nha. Vô. Kệ nó. Phải có khách. Thấy không? Ờ, à, nó không có về. Rồi, để đi. Cho đỡ về. Chê đèn. Đây thẻ à? Hấp lên, vừa đủ. Đâu đó không? Bà làm khó làm dễ mình. Giờ lệnh là bán cho. Bán cho. Quản lý truyền thông tao đến quay miễn phí cho thì bà không rảnh mà cứ quăng người khác làm đi. Ôi trời ơi. Ôi, vậy? Cháu em bữa nó chụp hình quảng cáo cho người ta chụp mẫu đi thi ở bên quốc tế. Dễ thương quá. Trời ơi tấm nó nhìn mẫu ảnh. Tại vì nó sợ diễn á, hồi xưa nó thích diễn lắm nhưng mà nó nhát ống kính. Chứ không là nó là đi đâu đậu đó đó, tại mặt nó quá sáng. Like mà. Nay hai mấy vậy chị? 21 hả? Hôm qua 20 tháng 11. Nghĩ đến bài treo nè. Xong rồi hỏi là cái bài đặc biệt này dành riêng cho đối tượng nào? Để mà có một cái sức.
Nhưng mà nó nói chuyện ồn ào hơn, tại vì đồ ăn Tàu tụi nó ồn. Không, đúng là văn hóa chăm ba. Đi đâu cũng thấy. Chưa xong. Ừ. Không biết nữa, quay ở Chăm Chăm. Ơ, quay ở Chăm Chăm á. Ừ, trước cửa tòa nhà có mấy bà mà tượng người Chăm mà phơi véo ra. Không biết nữa, bây giờ còn cái kết với là phỏng vấn một người. Nó vẫn kết đi, nhiều lắm mà. Cô ấy không chè mà, thôi kệ đi. Đúng không? Để ngang ăn hai mặt đáy. Trời. À, anh Tùng điện nó rồi. Đưa anh Tùng làm việc mà nó chưa được lại. Đầu tiên là hỏi anh Tùng. Để qua tầng Tùng điện. Rồi. Ta đến là thấp thì đưa cho anh thích. Gì vậy em? Alo. Đang quay. Thôi à.